Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn đây. Đã mất gần một tuần mình đã không ra video rồi. Thì ngày hôm nay mình quay trở lại với các bạn với một phiên bản máy bay. Mình nghĩ là con này thì có thể dùng cái chức năng boomerang được các bạn nhé. Tuy nhiên rằng là nó rất là đặc biệt. Thì hôm vừa rồi mình có ra một cái video làm một cái máy bay về phiên bản rồng bay các bạn nhé. Con rồng bay. Và được rất là nhiều các bạn đón nhận. Và suốt mấy hôm vừa rồi mình cũng nghiên cứu khá là kỹ, nghiên cứu rất là đau đầu. Và cuối cùng thì mình cũng sáng tạo ra được một mẫu máy bay hình con khủng long nhá. Khủng long bay các bạn nhá. Điểm đặc biệt của chiếc máy bay này đó là nó bay rất là tốt các bạn nhé, nó bay cực kỳ tốt. Đặc tính của mẫu máy bay này thì mỗi một khi bay và khi sau khi bay xong ấy thì máy bay khi hạ cánh xuống đất là luôn luôn đứng, chúng luôn luôn đứng này các bạn, rất là tuyệt vời luôn, rất là hiếm nhé các bạn, rất là hiếm có mẫu máy bay. Ở hôm trước thì mình có một cái phiên bản máy bay cũng đã đáp thẳng rồi, và ngày hôm nay thì đây là cái mẫu máy bay mà các bạn phi nó luôn luôn đứng. Máy bay luôn luôn đứng như này, rất là tuyệt vời các bạn. Và nó có hình dáng cực kỳ giống con khủng long các bạn nhé. Sau đây mình sẽ review cho các bạn xem chiếc máy bay này bay như nào. Ok. Tuyệt vời phải không ạ các bạn? Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà gấp chiếc máy bay này một cách thật là chi tiết các bạn nhé, thật là chi tiết. Và có thể là hôm sau mình sẽ review cho các bạn là cái chức năng boomerang của nó, chức năng boomerang. Ok, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là gấp chiếc máy bay phiên bản khủng long bay nhá. Đây là một cái phiên bản khủng long bay. Nhìn rất là ngầu các bạn. Đầu tiên các bạn nên giấu cho mình nhé. Các bạn lấy dấu vuông này. Tiếp theo thì các bạn lấy chéo sang bên này.